chuyện gì có thể xảy ra trong 10 năm. Ai đó đặt chân đến 10 quốc gia, một doanh nghiệp vươn lên phồn thịnh, hay một hành trình sự nghiệp lan tỏa giá trị nhân văn đã diễn ra và thu về thành quả ngọt lành. Chúng ta có được mấy lần 10 năm? Xin mượn lời này để bắt đầu câu chuyện về một con người đầy cảm hứng, anh Võ Hồng Sơn, giám đốc ban kinh doanh tại văn phòng Prudential Mỹ Tho. Ngày 22 tháng 6 năm 2016, anh đến với công việc tư vấn bảo hiểm nhân thọ tại Prudential với không chút kinh nghiệm. Nhưng anh luôn quyết tâm tiến về phía trước dù có bao vất vả. Mưa nắng, ngày đêm, xa gần đều không làm anh sờn chí. Khách hàng cần ta khi nào, đó chính là giờ làm việc. Và dù gặp không ít lời từ chối, nhưng đó không phải mũi dao làm anh nhức nhối, mà nó giúp anh gọt giũa bản thân để ý chí thêm mạnh mẽ, tự tin. Hiểu rằng công việc mình chọn chưa được xã hội thấu hiểu, Sơn luôn tâm niệm, không bao giờ thôi tin tưởng. Trước hết là tin vào bản thân, vào căn tính vượt mọi thử thách của chính mình. Tin vào đội ngũ của mình, một khi mình lung lay thì sẽ luôn có những cánh tay đồng đội sẵn lòng hỗ trợ, động viên. Và lớn nhất là tin vào sản phẩm đầy giá trị cho khách hàng, lợi ích cho xã hội. Và bằng niềm tin không lung lay, ý chí, sự nỗ lực không ngơi nghỉ, anh đã gặt hái những thành quả vô cùng xứng đáng. Gần 2.000 khách hàng được anh bảo vệ, đặt chân đến nhiều quốc gia như Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, trở thành tư vấn viên ưu tú hạng kim cương và là một đại sứ bảo vệ tổ ấm từ năm 2017. Một năm sau đó, tức 2018, anh tiếp tục chinh phục mục tiêu nhà quản lý vô địch True Champion Kim Cương. Sau những cống hiến trên, anh vinh dự được bổ nhiệm vị trí giám đốc ban tại văn phòng Mỹ Tho và là thành viên câu lạc bộ bàn tròn triệu đô MBRT Thế giới từ năm 2019. Quan trọng hơn hết, anh đã giữ vững tất cả danh hiệu ấy cho đến nay và chắc chắn sẽ còn chinh phục những mục tiêu mới trong tương lai không xa. Để làm được điều đó, ngoài sức mạnh tinh thần, anh cũng tìm được cho mình những bí quyết làm việc riêng. Anh luôn nhìn vào thực tế để hiểu chân dung khách hàng của mình thật rõ nét. Từ đó, thuyết phục khách hàng bằng câu chuyện thực tế, bằng chính những hoàn cảnh cụ thể xung quanh họ, những khách hàng đã được đỡ đần nhờ bảo hiểm. Khi khách hàng mơ hồ về quyền lợi hay rủi ro, anh lập tức mượn chính công việc, những gì gần gũi nhất với họ để hình dung, ví dụ. Nhờ vậy, khách hàng của anh ai cũng tỏ tường và an tâm về sản phẩm mình lựa chọn. Họ trở thành những cô chú, anh chị thân tình của anh. Bởi anh không bán hàng, anh lan tỏa những điều tích cực. Và trong mối quan hệ công việc với nhân viên, cấp dưới cũng vậy. Từ khi đảm nhận vị trí giám đốc ban, anh luôn mang đến cho đội ngũ tinh thần cao nhất, nguồn năng lượng tuyệt vời nhất. Cuộc đời tựa như những viên đá, để viên đá ấy bám rong rêu hay trở thành viên ngọc sáng, đó là do sự lựa chọn và quyết định của bạn. Đến nay, đã có trên 100 tư vấn viên được anh hướng dẫn và tất cả đều đang từng ngày trở thành viên ngọc sáng cùng với anh. Không chỉ là tìm sếp, mà là tìm người anh vẫn ân cần, định hướng, hỗ trợ, tạo cơ hội cho mình làm việc để tăng thêm thu nhập, kinh nghiệm. Anh luôn cùng các bạn làm việc, cùng chia sẻ, vượt qua khó khăn, thử thách và cùng tận hưởng thành quả. Với anh, các tư vấn viên càng thành công thì bản thân càng cảm thấy tự hào. Tất cả chúng ta đều không biết mình có bao nhiêu cơ hội, thử thách hay có bao nhiêu lần 10 năm trong đời. Nhưng dù là bao nhiêu đi chăng nữa, tìm thấy một công việc mà ở đó ta nhận ra sứ mệnh của bản thân, nhận ra những giá trị mình có thể lan tỏa, những cơ hội để giúp đỡ cộng đồng,
thì bao nhiêu cũng đáng trân trọng và nỗ lực. Với hành trình nâng cao mức độ thấu cảm của cộng đồng về sản phẩm, giúp ngày càng nhiều người sớm nhận được lợi ích từ bảo hiểm nhân thọ, anh biết mình không bao giờ đơn độc. Một mình có thể lắm gian nan, nhưng với đội ngũ thì chắc chắn mục tiêu nào cũng hoàn toàn chinh phục được. Tư vấn viên Hồng Sơn vui vẻ, cũng thật tình, rõ ràng minh bạch trong cái tư vấn. Sơ là tư vấn viên rất là chu đáo đối với khách hàng ô lên sào, là mấy anh chị khách hàng ô lên sào rất là khen ngợi Sơn. Cũng như chú qua đời nhưng mà cái tâm chú cũng còn dang dẳng, chú rất là thổ nguyện cái hợp đồng của chú để dạy cho vợ chú. Cháu Sơn tới là tư vấn là rất cái quyền lợi rất rõ. Thành chủ thành thử ra chú với thím an tâm. Chú tham gia cái mà đồng cái mệnh giá đó là 150 triệu trên một năm. Rồi á, trong chú thấy cảm thấy được. Rồi chú chơi tiếp cái phần mà đầu tư linh hoạt á của rượu anh sầu á, đóng thêm 500 triệu một trên một năm nữa. Thì chú là chú nhận xét của gì cháu Sơn á, là cái phần rất tin tưởng cháu Sơn. Đem tới cái lòng tin của chú mới dám đưa đồng tiền á, là hàng triệu, hàng trăm mới được chứ. Cháu Sơn á làm nghề đây 7 năm, chú rất tin tưởng là cháu Sơn đem đến đó. Thôi chú cũng chúc mừng cháu Sơn trước á, là gia đình hạnh phúc, điều thứ hai nó có sức khỏe, ráng phục vụ cho rượu anh sầu con đường đi đến mãi nha cháu. Từ khi gia nhập Rượu Đại Sơn, anh Sơn là một người năng động, chịu khó học hỏi. Sau 10 năm hoạt động, Sơn đã là một giám đốc ban. Hôm nay nhân ngày kỷ niệm 10 năm em gia nhập gia đình Rượu Đại Sơn, anh chúc em thật hạnh phúc, vui vẻ và chúc em luôn thành công trên con đường mình đã chọn. Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày Sơn gia nhập công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, để có được thành công ngày hôm nay thì Sơn chân thành cảm ơn quý ban giám đốc công ty, chị Lê Thị Diệu, giám đốc văn phòng tổng đại lý Mỹ Tho Cai Lậy Chợ Gạo. Cảm ơn anh Trần Quốc Chính, trưởng vùng phát triển kinh doanh của Prudential Việt Nam đã hỗ trợ đồng hành Sơn trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn tất cả đội ngũ anh chị em nhân viên văn phòng. Cảm ơn đồng đội của tôi, những người luôn sát cánh kề vai hỗ trợ động viên để tôi có được thành công ngày hôm nay. Rất là cảm ơn đến nguồn động lực để tôi có thể tiến xa hơn trong công việc này, đó chính là người mẹ. Tôi cảm ơn người vợ đã chu toàn công việc gia đình cho con cái để tôi yên tâm vững bước với nghề, và đặc biệt là những khách hàng đã tin yêu, tín nhiệm, hỗ trợ và đồng hành cùng Sơn trong suốt thời gian qua. Và một lần nữa Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý khách hàng, kính chúc quý khách hàng luôn dồi dào sức khỏe, bình an, luôn luôn hạnh phúc và thành công. Bằng tất cả sự đam mê, nhiệt tình, nhiệt quyết trong công việc, và tôi xin cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, phục vụ tận tâm đến tất cả quý khách hàng thân yêu, luôn luôn sẽ là cầu nối, là đại sứ bảo vệ tổ ấm cho tất cả những khách hàng xung quanh tôi.